Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng lễ tri ân nữ quân nhân do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng, Westminster, Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tiệc tri ân những người đã và đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã được tổ chức tại thành phố Arlington, Virginia vào tuần lễ Memorial Weekend Chiến sĩ Trận Vong 2019. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thật là một sự hân hạnh được sự ủy nhiệm của những bạn trẻ thuộc thế hệ thứ 1,5 và thứ 2. Chúng tôi đứng đây để điều hợp một chương trình rất là ý nghĩa trong cái mùa lễ Memorial Day và tháng 5 cũng là ngày Mother Day. Thứ Bảy cuối cùng trong tuần lễ chiến sĩ trận vong 25 tháng 5 2019 tại nhà thờ Arlington Forest United Methodist, thành phố Arlington, Virginia. Vào lúc 3 giờ chiều, lần đầu tiên có một buổi lễ thật trang trọng và đầy ý nghĩa Celebrate Women in Uniform. Cảm ơn nữ quân nhân đang phục vụ và đã từng phục vụ trong các binh chủng Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Buổi lễ này không phải do cộng đồng tổ chức, nhưng của một số hội viên của những người trẻ trong cộng đồng và một số thuộc tổ chức khác với một ý tưởng khởi lên hy vọng những năm sau sẽ được sự cộng tác của mọi người, không phải chỉ cho người Việt Nam, nhưng có như là cộng đồng Đại Hàn, cộng đồng người Mỹ, để người Việt được vào trong dòng chính mainstream. Những chiếc băng dài trưng bày những chiếc áo lính, những huy chương, bức tượng về chiến tranh Việt Nam. Đặc biệt có những tờ báo Life Magazine viết về chiến tranh Việt Nam do một thân hữu của nhà Việt Nam và anh đã từng sưu tầm những đồ cổ. Anh đã đem đến những tờ báo này và có một lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã bạc màu. Lá cờ này đã từng tung bay ở chiến trường Việt Nam. Anh muốn những thế hệ sau biết được sự hy sinh của cha ông, của hơn 58.000 người lính Hoa Kỳ đã hy sinh vì Tổ quốc. Các nữ quân nhân trong buổi lễ đã được tặng hoa và một món quà tri ân với sự cảm ơn chân thành của mọi người trong ban tổ chức và mong rằng năm sau sẽ được sự tham dự đông hơn. Buổi lễ chấm dứt vào lúc 5 giờ chiều. Tôi xung phong vào quân đội 1953 ở Hà Nội. Hồi đó là quân đội Pháp, gọi là PAF, P-A-F, gọi là Auxiliaire, Penal Auxiliaire Feminine. Sau một thời gian là 6 tháng, quân đội Pháp rút lui, trả lại cho quân đội Việt Nam. Đầu năm 54, tôi vào Nam để là học nghề y tá ở nhà Tổng Y viện Cộng Hòa. Trong đó, khi đó, một thời gian tôi làm y tá nhà thương Cộng Hòa, tôi được chuyển Bộ Quốc phòng gọi về nhà tổng tham mưu nhảy dù để huấn luyện một số chị em ở bên đó được quân đội Pháp để lại những các cái dù cho quân đội Việt Nam. Những cái dù đó có hai người trung sĩ Mỹ ở lại để dạy lại. Thì sở dĩ tôi học ở trường Pháp ra thì tôi phải chuyển về để làm thông dịch viên và huấn luyện các chị em ở đó. Trong khi đó có một số nhân viên dân sự làm cho quân nhu. Rồi năm 1975 tôi xung phong đi nhảy dù. Nhảy trong vòng một tháng thì 13 chị em tất cả, nhưng mà chỉ có 7 người được chuyển lựa thôi. Thành ra trong 1957 trong 1963 tôi được làm hai chỗ, hai đơn vị. Một đơn vị thứ nhất là y tá trưởng trường quân y, đơn vị thứ hai là tổng tham mưu nhảy dù. Khi nào cơ quan nhảy dù cần tôi là tôi bắt buộc tôi phải đi. Tôi đã nhảy dù vào khoảng 40 show trong khắp cả nước miền Nam Việt Nam, từ Biên Hải tới Cà Mau, và có nhiều chuyến biểu diễn cho như là ông McNamara tới thì chúng tôi phải nhảy biểu diễn cho ông ấy coi. Nếu mà nói hãnh diện thì cũng rất là hãnh diện,
Mà nếu mà hỏi về cái lý do nào mà cháu gia nhập quân đội Hoa Kỳ thì là thật ra thì là khi mà qua bên này á, là tôi với ông xã tôi luôn luôn là kể chuyện ngày xưa ở hồi Việt Nam Cộng Hòa cho con nó nghe. Và cũng may mắn là có đem theo được mấy cái tấm hình hồi đó mẹ nó ở trong nữ quân nhân. Thành ra nó nghe cái chuyện đó rồi là tự động nó lớn lên rồi nó muốn vào gia nhập quân đội. Chứ là thật ra là ba mẹ không có ép buộc hay là không có khuyến khích là không có gì hết. Thank you for the opportunity. And again, I'd like to reiterate that our parents' generation have left their comfort zone. And for the children out there who are listening to this, you know, don't be afraid to leave home to pursue a college degree or whatever career you'd like. Our parents did that. They left their homeland. They left Vietnam to come to America, learn a whole new language, learn a whole new culture, raise their children in an entirely different environment from what they grew up in. Either in the military or whatever you would like to do to serve your country. I know some civilians who are serving their country, working for the Department of Defense. And it's such an honor to carry on a tradition, a family tradition. It works a lot better when the children are not pressured into that. That's something that they make a decision to do on their own. Hi, my name is Heather Rice, and I'm a veteran of the United States Air Force. And I just want to thank you for your time with the Vietnamese community. This is my first event. I had a lot of interesting interactions and learned a lot about the Vietnamese culture. We all stand for the same thing, which is freedom. And I'm just very honored to be here as an Air Force veteran. My mother was from Taiwan, and my father, he also was an Air Force veteran. So we all worked together very hard during the Vietnam War or conflict to make sure that we have a free country, a free society, and that we have a place where we can be in an environment of all cultures, all nationalities. Tôi nhập ngũ vào nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1964. Tôi nữ quân nhân nhưng mà tôi là ngành xã hội. Cái đơn vị đầu tiên tôi phục vụ là sư đoàn 5, chiến khu D. Ở đó là lính chết dữ lắm. Tư lệnh của tôi là ông tướng Phạm Quốc Thuần. Cái đơn vị sau cùng tôi phục vụ là trường Đại học Chính trị Chính trị Đà Lạt. Tôi là trưởng phòng xã hội ở trường đó. Bích Phượng tường trình từ thành phố Arlington, Virginia. Buổi lễ tri ân cảm ơn nữ quân nhân. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Hình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.